Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trực tiếp thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt theo hình thức trực tuyến nhằm kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các kết luận, chủ trương lớn của Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa xác định. Tại hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Xem xét ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Quy định thi hành điều lệ đảng và quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng khóa 13, về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự, đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4. Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị.